Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023, Việt Nam Grand Sale 2023 là một trong những giải pháp hiệu quả của Bộ Công Thương để khơi thông thị trường trong những tháng cuối năm khi sức mua sẽ tăng cao, góp phần giúp doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, kích cầu tiêu dùng và từ đó đẩy mạnh các hoạt động phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Tất cả các doanh nghiệp đều có quyền hưởng ứng tham gia chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 bằng việc chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng hấp dẫn, hướng đến khách hàng, người tiêu dùng, chủ động quyết định áp dụng hạn mức khuyến mại. Với chính sách thuế giảm từ 10% xuống 8%, cùng với chỉ đạo của Bộ Công Thương xây dựng chương trình tháng khuyến mại quốc gia đã thúc đẩy và đem lại được cái chương trình khuyến mại lớn cho các khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm và thúc đẩy được nhu cầu tiêu dùng. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia được tổ chức thường niên, tạo ra một mùa trong năm để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề tham gia chủ động việc xây dựng, thực hiện, qua đó kích thích tiêu thụ sản phẩm Việt, thúc đẩy doanh thu thị trường nội địa tăng trưởng mạnh mẽ dịp cuối năm. Tôi nghĩ Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại đã rất thành công khi triển khai chương trình, thật sự rất ý nghĩa và rất thiết thực. Chương trình không chỉ thúc đẩy nhu cầu của người tiêu dùng mà còn đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chúng tôi đánh giá rất cao chương trình này vì đã giúp chúng tôi có cơ hội thực hiện các chương trình khuyến mại cũng như thúc đẩy các chiến dịch Tết mà chúng tôi đang thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất ấn tượng với chương trình vì chương trình đã thực hiện trên rất nhiều nền tảng, hình thức khác nhau để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, sự tham gia ủng hộ của các doanh nghiệp đối với chương trình do Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến Thương mại phát động. Bây giờ cho đến thời điểm Tết âm lịch là cái mùa cao điểm của dịp mua sắm cuối năm của thị trường Việt Nam. Bởi vậy mà Shopee là đã lên kế hoạch rất là kỹ lưỡng để thỏa mãn cái nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân trong nước cũng như là giúp các cái nhãn hàng, nhà bán hàng tăng doanh số vào cái thời điểm này. Trước hết chúng tôi đã làm việc phối hợp chặt chẽ với nhà bán hàng và các nhãn hàng để tạo ra các cái chương trình ưu đãi mà hấp dẫn nhất đối với người tiêu dùng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa rất là quan trọng bởi vì năm nay là như chị biết là kinh tế khá là khó khăn và để làm tạo ra những cái chương trình ưu đãi đấy thì nó sẽ giúp nền kinh tế trở nên sôi động hơn. Theo Bộ Công Thương, thời gian qua thương mại dịch vụ du lịch của nước ta đã phục hồi tích cực. Hoạt động thương mại trong nước tiếp tục khai thác hiệu quả sức mua của thị trường, đạt mức tăng trưởng vượt trội so với mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 ước đạt 9,6% so với năm 2022. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2023 cũng được kỳ vọng sẽ là một trong những cái hoạt động quan trọng và thiết thực trong việc thực hiện các giải pháp trọng tâm cho cuối năm 2023 mà Bộ Công Thương đã đề ra để giúp duy trì và đẩy cao hơn tốc độ tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 12/2023 và tháng 1/2024. Đồng thời thì chương trình cũng sẽ khai thác tối đa thị trường nội địa đang phục hồi tốt để tạo điều kiện cho sản xuất trong nước phát triển và hướng tới xuất khẩu. Qua đó góp phần hướng tới mục tiêu chung của đất nước về phục hồi và phát triển kinh tế. Nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại gắn với đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đa dạng các hình thức mua hàng, khuyến mại, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà Bộ Công Thương đề ra, giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm. Chúng tôi cũng đã triển khai các phối hợp với các cái địa phương, hiệp hội ngành hàng cũng như là các doanh nghiệp, những ô tô phổ biến thông tin thông qua các cái kênh từ truyền thông, các cái kênh báo đài cũng như là mạng các cái trang web để mà quảng bá cái chương trình này đến cho không chỉ là người tiêu dùng mà còn cả các cái doanh nghiệp để là cùng chúng ta cùng đồng hành, cùng phát động cũng như là lan tỏa cái chương trình để mà chúng ta sẽ có hướng đến một cái mùa mua sắm cuối năm của các cái doanh nghiệp thì cũng là một cái mùa tiêu thụ hàng hóa mà tôi cho rằng là hết sức là có hiệu quả trong cái bối cảnh chúng ta cũng đang kích cầu tiêu thụ nội địa và kích cầu tiêu dùng trong nước. Cùng với những hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kích cầu và đẩy mạnh phát triển các liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa được Bộ Công Thương triển khai trong thời gian vừa qua,
chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 Việt Nam Grand Sale 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các năm trước, giúp phát triển sản xuất, tiêu dùng, gia tăng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, góp phần vào sự tăng trưởng nền kinh tế của Việt Nam.